Cầu nguyện sao để được họ theo nhà chú đi về nhìn ra hướng đông bắc thắng lại 12 lạy. Hôm nay con tên Nguyễn Thị A, con xin về với cha là ông trời á. Con xin lấy họ đổi pháp danh tên là Thiên Thị A, thì nhớ phải lén chồng nha, chứ còn thắng kiểu ông chồng bắt gặp ông nói bị tửng hay sao, cho nên phải lén. Rồi cái mỗi lần đọc kinh thì thánh thầm ổng ngồi cái bên ổng đâu nghe đâu, cái nghe là mỗi người phải tự đốt đuốc đi, chứ không phải mình là Thiên Thị A rồi cái mình bắt người ta là thiên dân A hay thiên dân B không có được, mà ai thích người ta cứ ấy thôi, tự nguyện. Thì khi có chữ thiên rồi đó thì lên mạng đó, làm cái nickname cái thiên để mà tìm thiên với nhau để mà trao đổi. Khi mà những cái người mà cái tâm hồn hướng thượng đó, gặp nhau trên mạng đó thì nói những cái mình mới học qua học lại được. Còn nếu mà họ thiên mà gặp với họ họ quỷ á thì quỷ nó nói chuyện thô tục này nọ, mình không hợp mình bị sốc, rồi khi đó là nó chát qua chát lại, đánh qua đánh lại mấy chữ rồi không hợp nhau, rồi tức rồi tối ngủ không được. Thì cho nên họ thiên thì ở trên mạng nó có mấy cái group của họ thiên đó, thì vô đó trao đổi học để mà đi về trời. Trong đó có những người biết nhiều thì người ta nói lên những cái hay thì mình học trên đó. Cho nên thời buổi này ở trên gọi là học tu tại nhà mà thành Phật là vậy đó. Còn tu ở chùa chấp vậy nè, tất cả là điều con của cha mẹ thôi, mà không có thầy nào, không có tăng ni nào mà thừa nhận ông trời là cha của tôi hết trơn á. Không có ai thừa nhận, cũng không có ai thừa nhận mẹ là mẹ của tôi hết trơn á. Mà khi mình đã không, mình đã từ chối, tức là mình deny, mình không có thừa nhận cha mẹ mình, thì cha mẹ mình có giơ cái bàn tay hay giơ một cọng dây mà có cột cho bụng mình, mình cũng dễ dãy, mình không chấp nhận, thì cái đó là mình bị đọa địa ngục là chỗ đó. Là vậy trên nói là con phải ta phải phải đến cầu cô giơ tay thì ta mới kéo được, còn không giơ tay thì có chìm thì làm cũng không có ai kéo được. Đó là đa số Phật tử với tăng ni thời nay không có hiểu cái đó. Cho nên có tu cỡ nào mà làm đúng rất là nhiều, nhưng mà làm sai vẫn vẫn bị phạt, vẫn bị đọa, mà thêm cái tội là khinh khi cha mẹ nữa thì càng bị đọa, mà lại kêu Phật tử kêu những người khác không tin nữa thì cái đó lại đọa càng nhiều nhiều nữa. Cho nên mấy vị nói là rất là buồn cho cái thời đại mạt pháp này, tại vì xưa thần Tú lập ra đại thừa là đạo Phật, bây giờ là thờ Tam Thánh đó, là cái hình thức không à, mỏ chuông ăn mặc đồ mão đồ tất cả là hình thức tu tướng chứ không có tu tâm. Còn cha mẹ muốn mình á, tu tâm chứ không phải tu tu tướng, không có tu chùa to Phật lớn, không có cái đó. Còn thời nay á, mấy thầy mấy ni thích chùa to Phật lớn phe phái. Việt Nam có nạn đói không chú? Có, cái này nói lâu rồi mà, xưa rồi, 3 4 tháng đã nói trước, kêu làm đồ ăn á. Sau này trái đất chỉ có 18 nước, cái chuyện đó không biết, nhưng mà bây giờ 200 mấy nước, không biết làm sao thành 18 nước được, không biết. Hướng về Đông Bắc đứng dậy, đứng lại anh đúng, hướng về Đông Bắc rồi xin gia nhập thiên. Cái đạo Thiên Tâm á, mà của Thượng Đế á, là đã có khoảng năm 1979 ở ngay nó sẵn ra đời ngay trại tù Nam Hà, Hà Nam Ninh Bắc Việt ở núi Ba Vì á. Thời đó, đó là cái đạo Thiên Tâm á, ra đời từ ra ngoài đó. Chú chỉ người tới ngày hôm nay á, mới được lộ ra, mới được truyền tin ra. Chứ thời xưa á, Trung Cộng nó tấn công vô mấy cái trại tù đó đó, là ở trên á, về cơ như kiểu cao đài vậy đó, dạy tất cả đi lấy gỗ, lấy mũ đeo vô khắc cái dấu hiệu thiên tâm á,
Nó hiện thân tâm. Đây, dấu này khắc cái này rồi đeo vô thì bom đạn á, của Trung Cộng á, nó không có pháo kích lọt vô trong mấy trại tù đó được. Thì thời đó đó mấy bác mà sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa trước 75 á, ở ở tù ngoài đó, thì họ lấy họ đeo làm bằng mũ bằng gỗ trong rừng rồi đó đeo. Thời nay á, đến lúc mà tận thế á, thì Kỳ cũng đã nhắc hiện bây giờ cũng phải đeo. Ở ngoài cửa sổ á, thì mình vẽ miếng giấy mình dán để cho mấy con ôn dịch á, nó thấy cái dấu này nó nể, cũng giống như à, dấu này là con của ông trời tôi không dám đụng, còn mà không có dấu này á, là nó không nó nó vô tấn công vô. Thì cho nên giờ phải gán đeo, chuyện nói với là lòng thiệt chứ không phải là dụ quý vị đạo gì đâu nha. Kỳ không phải là nhà truyền giáo, chỉ là nhà truyền tin thôi. Kiếm cái dấu đó ở đâu vậy chú? Thì chú nói rồi, bây giờ ở trong nhà mà không có ra được tiệm vàng vàng được thì lấy cọng dây kẽm á, bẻ bẻ bằng tay á, hoặc là lấy miếng gỗ cưa ra, hoặc là sao ta, độ làm đủ mọi cách, lấy gỗ á, khắc, lấy dao khắc, hễ mà có cái dấu là được rồi, làm bằng cái gì cũng được, chất liệu gì cũng được. Chú truyền tin lâu nay như là trong sấm, đúng những gì chú nói cả năm nay. Nếu mà người mà hiểu chú mà coi từ cái clip này 120, từ 1 tới 120, thời xưa chú những cái clip đầu tiên của năm ngoái chú nói tiếng Việt cũng hơi bập bẹ, với lại chú mắc cỡ, dùng chữ mắc cỡ luôn đi, cho nên nói nó không có rõ được. Nhưng mà chú nói bằng cái lòng, cái đầu chú có cả ngàn ý nghĩ nhưng mà khi ra lời á, nó không có đủ cái danh từ để mà nói lên này, mà nhờ người khác nói thì không được. Bởi vì kêu á, con cứ nói đại người ta sẽ hiểu. Thì nói tới ngày hôm nay á, nghề gọi là nghề dạy nghề á, cũng tiến bộ được một chút chút thôi chứ không được nhiều, so với những người mà chuyên nghiệp á, là mình không ra lại gì hết. So như Trần Nhật Phong hay là Trương Quốc Huy hay là mấy đại ca mà chia mà nói chuyện lưu loát vậy đó, là chú là thuộc về đứng hàng bét nha, không có đủ chữ bập bẹ. Hôm nay cũng đỡ hơn chút, nhưng mà được quý vị ở ngoài kia cũng gán gán hiểu giùm. Rồi cái khi nào chú nói sai, đánh chính tả sai á, thì trên comment á, cái trả lời lại chú học từ đó. Có thể lời chú nói có những lúc sai, nhưng mà cái tâm chú với cái ý chú là muốn tốt, không có sai. Cho nên lúc đầu bị bắt bẻ dữ lắm. Những người ở Việt Nam viết được chữ thiên là thật hay giả? Nãy giải thích cái đó rồi nha, là thật. Chữ thiên là thật, thiên ma nó cũng viết được chữ thiên, và rất là nhiều người viết được chữ thiên. Mà chữ thiên á, là người mà có điển hay là có linh căn á, rồi một vị thiên ở trên khác nhập vô, hoặc là mượn điển của người đó dịch ra tiếng Việt của mình. Chứ không phải chữ thiên trên thế gian này đâu có đâu mà ai đâu biết đọc. Đưa qua cho những nhà bác học nó điếc luôn á, nó không biết đọc, không biết mà. Chú ơi, chú giải thích tâm là gì được không? Trước khi đến giờ con nghe nhiều người nhắc đến mà con không hiểu tâm là gì hả? Để cho chú cười cái này, chú giải thích cho con tâm là gì? Rồi tâm là gì không biết, con ở Việt Nam biết rồi, không biết mấy mấy triệu tăng ni không có dạy con cái chữ tâm là gì hả con?
Thiệt là khổ. Hỏi Phật Bác Hồ với Phật Thích Ca ai lớn hơn, giờ hỏi tâm là gì nữa, chết luôn. Tâm là cái tánh không của mình, cái tánh chân tình của mình, cái tánh thật của mình. Những cái gì thật là mình nói thật, cái đó là tâm. Còn người mà nói không không đúng sự thật á là họ không có cái tâm, họ mất cái tâm rồi, con biết không? Cho nên nó ai cũng có tim gan phèo phổi hết, nhưng mà khi ra lời nói á mà họ nói không đúng sự thật, họ mưu mô xảo trá là người đó không có cái tâm. Còn con á, con thấy gì nói đó là con người có cái tâm. Người có cái tâm á là người sẽ được hết cái những gì mà người đó thích, giàu có, hạnh phúc, bạn bè và được rất là nhiều người yêu mến. Đó, tâm là vậy đó.